Lewandowski đã có 17 bàn thắng ở La Liga mùa này, 24 bàn trên mọi đấu trường, cũng như 9 đường kiến tạo với số ít trận đấu còn lại của mùa giải năm nay. Thành tích của anh có thể thấp hơn một chút so với chiến dịch trước đó, khi cầu thủ người Ba Lan có được 33 bàn thắng và 8 đường kiến tạo trên mọi đấu trường. Ở tuổi 35, Lewandowski vẫn đang cạnh tranh sòng phẳng cho danh hiệu Pichichi của La Liga và vẫn đang là một trong những trung phong hàng đầu trên bình diện châu Âu. Và rõ ràng nếu chỉ cần quay lại một vài năm trước thôi, khi mà anh vẫn còn sung mãn thì chúng ta đều biết được Lewandowski đáng sợ đến thế nào. Lewandowski đã có một đỉnh cao tại cấp độ câu lạc bộ và thậm chí còn suýt chút nữa có được một quả bóng vàng để khẳng định vị thế hàng đầu của mình. Song thật đáng tiếc tiền đạo 35 tuổi lại chưa có duyên với danh hiệu cao quý kể trên, dù đã ở rất gần rồi và chỉ bởi vì những lý do khách quan khó đỡ. Nhưng có lẽ trung phong người Ba Lan sẽ không phải tiếc nuối nữa, bởi theo nhiều nguồn tin, France Football đang có định trao lại giải thưởng của bóng vàng 2020 dành cho anh. Hãy cùng tìm hiểu câu chuyện thú vị này trong video ngày hôm nay nhé. Vào mùa giải 2019-2020, Lewandowski khi đó đang ở đỉnh cao của sự nghiệp sau khi giúp Bayern Munich giành được cúp UEFA lần thứ 2 trong lịch sử, trong đó có chiến thắng ở trận chung kết Champions League trước Paris Saint-Germain. Chỉ tính riêng tiền đạo người Ba Lan đã ghi được 55 bàn thắng đáng kinh ngạc và 10 kiến tạo sau 47 trận trên tất cả đấu trường. Tại Champions League, Lewandowski đã có được 11 bàn thắng vào giải năm đó, cũng là con số giúp anh giành được danh hiệu vua phá lưới của giải đấu. Tại Bundesliga, anh có được thành tích khủng với 34 bàn thắng sau 31 lần ra sân, tức là trung bình cứ 81 phút lại có một bàn thắng. Trung phong người Ba Lan đã đánh bại những người như Timo Werner và Jadon Sancho trong bảng xếp hạng ghi bàn. Anh còn được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2019-2020 của Bundesliga, với 42,6% các cầu thủ đồng nghiệp công nhận rằng Lewandowski là cầu thủ ấn tượng nhất giải đấu. Trong quá khứ, Lewandowski thường mất tích trong những tuần cuối cùng quyết định của mùa giải. Thậm chí một phóng viên từng nói anh là cầu thủ mùa đông. Nhưng tiền đạo sinh năm 1988 đã đập tan mọi nghi ngờ khi đã ghi 16 bàn sau 14 lần ra sân khi mùa giải khởi động lại sau thời gian đóng cửa, bao gồm 2 trận gặp Chelsea, 1 trận gặp Barcelona và 1 trận gặp Lyon ở vòng loại trực tiếp của Champions League. Chính vì những thành tích ghi bàn ổn định như vậy nên Lewandowski đã được nhiều người coi là một ứng cử viên nặng ký cho giải thưởng của bóng vàng năm đó. Nhất là khi các siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo không còn ở trong thời kỳ đỉnh cao. Bên cạnh đó là Kylian Mbappe và Neymar đã thua chính Bayern trong trận chung kết Champions League, với nên tỷ lệ mà Levy đạt được của bóng vàng càng tăng cao. Nhưng đó là năm trong thời kỳ cao điểm của đại dịch Covid toàn cầu. Các nhà tổ chức tại France Football đã quyết định rằng giải thưởng cao quý kể trên không được trao cho năm 2020 vì nhiều giải đấu đã bị cắt giảm và chịu ảnh hưởng. Đó là lần đầu tiên kể từ năm 1954, giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc của lục địa già mới không có chủ nhân chính thức. Khi được tờ Sport Hour Fakti của Ba Lan hỏi ai sẽ giành quả bóng vàng nếu giải thưởng không bị ban tổ chức France Football hủy bỏ vì đại dịch Covid-19, Lewandowski tự tin trả lời: "Tôi. Chúng tôi đã giành được mọi thứ có thể giành được với Bayern trong mọi giải đấu, Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức, Champions League. Tôi là cầu thủ ghi bàn hàng đầu. Tôi nghĩ một cầu thủ đạt được điều này sẽ giành được quả bóng vàng." Thế nhưng không, những gì mà tiền đạo người Ba Lan có được chỉ là một danh hiệu The Best, giải thưởng không thể nào so sánh được với quả bóng vàng cao quý. Vượt qua tỷ lệ một bàn mỗi trận thì đó có thể là điều bình thường đối với Messi và Ronaldo ở đỉnh cao phong độ của họ. Nhưng chúng ta không nên quên rằng đó là một kỳ tích phi thường, ngay cả đối với một cầu thủ luôn thi đấu ấn tượng trong suốt sự nghiệp của mình như Lewandowski. Giải thưởng đã trở lại vào năm 2021 và mặc dù Lewandowski tận hưởng 12 tháng đáng chú ý khác, bao gồm ghi kỷ lục 41 bàn sau 29 trận, thế nhưng Messi mới chính là cầu thủ đã giành được quả bóng vàng thứ 7 trong một quyết định được tranh luận sôi nổi trên khắp cộng đồng bóng đá. Năm đó, Messi đã dẫn dắt Argentina đến thành công ở Copa America Brazil vào tháng 7 để giúp La Albiceleste giành danh hiệu lớn đầu tiên kể từ năm 1993. El Puga giành phần lớn năm 2020 tại Barcelona trước khi rời đi theo dạng tự do vào tháng 8 và gia nhập Paris Saint-Germain ngay sau đó. Tuy nhiên, một số người không ấn tượng khi Messi nhận được giải thưởng. Mỗi lần như vậy, tôi cảm thấy khó tin vào các giải thưởng bóng đá, cựu thủ môn Tây Ban Nha và Real Madrid Iker Casillas viết trên Twitter. Toni Kroos cũng nói trên postcard của mình rằng anh không hoàn toàn đồng ý giải thưởng đã được trao cho Messi. Trước hết, tôi phải nói rằng tôi không quan tâm đến các giải thưởng cá nhân chút nào, nhưng nếu nó đã tồn tại thì họ cũng nên trao một cách công bằng. Theo tôi, đó không phải là trong trường hợp này. Thậm chí ngay trong phát biểu của mình, Messi thậm chí còn tuyên bố: "Robert, anh xứng đáng với quả bóng vàng. Năm ngoái, mọi người đều đồng ý nói rằng bạn là người chiến thắng lớn của giải thưởng này. Hy vọng France Football sẽ trao cho bạn quả bóng vàng 2020. Tất cả chúng tôi đều tin rằng bạn xứng đáng với điều đó và tôi hy vọng bạn có thể có nó trong bộ sưu tập danh hiệu ở nhà." 2021, Lewandowski xuất sắc là thế, nhưng anh cũng chỉ lại nhận được một giải thưởng The Best dường như để an ủi cho những nỗ lực của mình.
Cầu thủ hiện đang thuộc biên chế Barcelona nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn gần đây với tờ Sport Bild của Đức. Vào năm 2020 và 2021, tôi đã có những năm tháng đẹp nhất trong sự nghiệp của mình. Gần đây một người bạn đã gửi cho tôi số liệu thống kê. Thật không thể tin được tôi đã ghi 100 bàn sau 85 trận. Tất nhiên tôi muốn nhận quả bóng vàng một ngày nào đó. Không phải tôi tức giận hay buồn bã vì tôi chưa có danh hiệu này. Nhưng cảm giác của tôi là tôi có thể giành được nó trong cả 2 năm. Lewandowski nói thêm. Vào thời điểm năm 2021, rất nhiều người cho rằng Lewandowski và Messi đã có vấn đề với nhau bởi cầu thủ người Ba Lan không phục với kết quả được trao. Ngay sau đó, tiền đạo sinh năm 87 đã nhanh chóng phủ nhận điều này. Khi Messi nói rằng tôi xứng đáng với quả bóng vàng năm 2020 theo ý kiến của anh ấy, đã khiến tôi cảm động sâu sắc và khiến tôi hạnh phúc. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ rất hạnh phúc nếu những lời nói của Messi thành sự thật. Tôi rất tôn trọng Lionel Messi và tôi muốn chúc mừng anh ấy một lần nữa vì đã giành được quả bóng vàng 2021. Theo tờ Sport, một cuộc điều tra về chiến thắng của Messi vào năm 2021 đã được mở vào đầu năm nay vì cáo buộc Paris Saint-Germain đã gây áp lực buộc Frank Football ủng hộ cầu thủ người Argentina trong cuộc đua của bóng vàng. Lewandowski đứng thứ hai trong năm đó, nhưng tạp chí nước Pháp được cho là lo ngại rằng cuộc điều tra đã có ảnh hưởng tiêu cực đến danh tiếng của họ và do đó sẽ xem xét trao giải thưởng năm 2020 cho tiền đạo này. Đương nhiên, như đã nói, sẽ rất khó để Lewandowski có thể mơ được việc lấy được quả bóng vàng của Lionel Messi vào năm 2021. Tuy nhiên, dường như đối với anh, chỉ một đã là đủ và cũng chẳng cần gì nhiều hơn. Năm 2021 là năm của Lionel Messi, nhưng tôi đã đọc rằng có những tin đồn về giải thưởng Ballon d'Or cho năm 2020. Đó là năm thật tuyệt vời đối với tôi. Tôi đã ở cấp độ cao nhất và chúng tôi đã giành được mọi thứ. Nếu tôi nhận được quả bóng vàng 2020 sau 4 năm, tôi chắc chắn sẽ không hề cảm thấy bị tổn thương hay gì cả. Đó sẽ là một vinh dự lớn và tôi sẽ nhận giải thưởng. Không chỉ ở 2 năm kể trên, Lewandowski trong sự nghiệp đỉnh cao của mình cũng đã nhiều lần bị đánh giá thấp tại giải thưởng này một cách đáng tiếc. Ví dụ như năm 2019, mặc dù đã ghi 40 bàn trên mọi đấu trường cho Bayern, tiền đạo này chỉ có thể xếp ở vị trí thứ 8 sau Kylian Mbappe và Mohamed Salah. Trên thực tế, vào một năm trước đó vào năm 2018, cùng năm với chiến thắng gây tranh cãi của Luka Modric, tiền đạo người Ba Lan thậm chí còn không được xếp vào top 20 sau khi ghi tới 49 bàn sau 57 trận cho câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia. Ngoài giải thưởng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu năm 2020 được trao lại, Frank Football cũng sẽ trao tặng giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc nhất năm đó. Đối với ban tổ chức của giải thưởng này, họ không muốn có một khoảng trống trong suốt chiều dài lịch sử mà các quả bóng vàng đã được trao. Chưa kể việc trao lại giải thưởng cho Lewandowski sẽ giúp cho Frank Football nâng cao uy tín và tiếng nói của mình. Hoặc phần nào đây cũng có thể là một bài toán marketing được tạp chí này đặt ra vào thời điểm hiện tại. Đối với bản thân Lewandowski, anh hiện đã 35 tuổi và dường như không có khả năng cạnh tranh giải thưởng cá nhân cao quý như vậy một lần nữa trong tương lai. Việc đạt được Champions League với một phong độ cao trong xuyên suốt cả mùa giải đã là khó, chứ chưa kể đến việc gồng gánh Ba Lan giành được World Cup là điều không tưởng. Vì vậy, nếu được trao lại giải thưởng của bóng vàng năm 2020, thì đó sẽ là một trong những điều ý nghĩa nhất đối với Lewandowski. Đó sẽ là một sự công nhận ngọt ngào cho rất nhiều năm tháng cố gắng ở đẳng cấp cao nhất của tiền đạo này. Mặc dù chưa có thông tin nào được xác thực, nhưng nếu những thông tin kể trên là chính xác, thì hãy chúc mừng cho Lewandowski, chúc mừng cho việc anh sẽ có được một sự nghiệp khép lại với sự trọn vẹn, xứng đáng với mình.